Đây anh em mẫu vô ly 2004 xe chính chủ Trần Anh đã dọn xong rồi anh em, đẹp không? Anh em nhìn nước sơn phủ toàn con luôn anh em. Quá đẹp, hai cục đèn phía sau rồi. Nguyên bản của dòng vô ly mạ chrome hết toàn bộ nha bà con. Đèn thắng phía sau chủ nhà full led hết toàn bộ rồi. Bánh treo. Có những mẫu vô ly Trần Anh bán chỉ có 90, 80. Mẫu này là không có giá dưới cho anh em 100 đâu. Trần Anh hiện tại đang bán 101 dành cho anh em nào yêu cái đẹp thực sự chơi mẫu này. Tem rin này. Anh chị coi đời 2004 tem rin nguyên bản. Từ phần kính chắn gió của em nói anh chị là khung xương nè, không một tí gọi là chày xước, bà con thấy chất xe không? Đó tiền nào của đó thôi nha, bốn cái vỏ chủ nhà thay mới 80-90% luôn. Vàng bâm là không có một điểm gọi là tì vết trên chất xe nha anh em. Nè anh em nè, không có một dấu hiệu là chày luôn. Vỏ nè, vỏ mới tinh nè, gầm bọc ở dưới là khá là đẹp. Option nội thất đẹp lắm. Kính nè, kính là không một tí chày xước. Cái xe này anh chị nhớ Trần Anh đã mua lại của cái anh trai ở dưới miền Tây đó. Anh chị nè, kính rin hết toàn bộ nha anh em. Máy móc nổ thì thầm mùi xuân luôn. Anh em thấy máy đã không? Máy nổ đứng gần không nghe tiếng động. 63-19048 xe chính chủ. Xe chính chủ luôn nha anh em. Hồ sơ ký rút được anh em có thể ủy quyền được luôn. Một mẫu xe đẹp là tương lai là thương hiệu của bên Trần Anh Auto. Đèn lá liễu hết toàn bộ. Nắp capo rất là liền anh chị nha, liền cực kỳ. Đăng kiểm tháng 5 2024. Hệ thống kính của em nó là kính theo xe rin 100% luôn. Anh em thấy đẹp không? Quá đẹp. Từ những cái viền nè, anh em coi những cái viền chạy của cao su nè, nó còn nguyên bản theo xe như thế này. Tem nè, đó, tem mở khóa của cửa nè. Đẹp chưa anh em? Nội thất ở trong là bao xịn mịn. Ghế nỉ nha, Trần Anh về Trần Anh bọc toàn bộ hệ thống da xịn hết cho anh em nè. Anh em nè, đó, ghế da nè, đã không? Trang bị màn hình cam da nghe nhạc đầy đủ có tính năng. Bốn cánh cửa tắp bi, nói chung keo chỉ là rin không mất một phân chỉ nào đâu. Xe hàng cọp lắm. Em đang rao bán với một cái mức giá là 110 triệu mẫu này nha anh em. Anh em mua Trần Anh sẽ bớt cho anh em 10 triệu hết giá rồi. Được chưa anh em? Đó, tiền nào của đó thôi. Anh chị nhìn cái nước sơn là anh chị tự hiểu rồi. Nói chung là tự cảm nhận nha anh em. Hàng cọp lắm. Nè anh em, dàn kính phía sau là kính nguyên bản của dòng Isuzu 2.0 nè. Lót sàn nè. Đó, lót sàn nó còn mới tinh theo xe như thế này, nẹp nè. Cái nhựa theo xe hết nha bà con. Dàn trần, trần da nè, nguyên si hết. Máy lạnh sau mở phải có lạnh ngắt rồi anh em. Ở gia đình yêu cái đẹp thì anh em lấy mẫu này về chạy. Đi mẫu này đi quá ok rồi. Cục máy thì bao chạy cho anh em yên tâm về chất máy. Anh trẻ nhìn thùng mình sơn si đã không? Đẹp very good luôn. Nội thất ở trong nè, bao sạch sẽ, bao xịn mịn nha. Dàn lạnh phía trong của em nó là nguyên bản hết hai dàn lạnh nha anh em. Ghế là sạch sẽ mới tinh luôn. Quá đẹp. Anh em trải nghiệm vô phần khoang động cơ máy nè. Và cái thứ hai này, anh em nhìn nè. Cái vô lăng của đời 2004 nè. Vô lăng nguyên rin nguyên bản của dòng Mitsu. Đồng hồ không có dấu tích lỗi lầm, dẫn động còn sâu. Chạy đâu đó em này lanh quanh cho anh em nằm 10 đến 11 lít trên 100 km. Hết cỡ là 11 lít thôi anh em. Anh em coi nè. Máy nè. Máy lạnh mở phát mét rưỡi. Bao da. Rồi anh em trải nghiệm vô phần khoang động cơ máy nha. Cục máy bao phê luôn. Có gia đình đi mẫu này sướng. Anh em nhìn chừng anh nhồi vòng tua nè. Nổ đúng con vít chính nha. Anh em thấy đẹp không? Ngồi một chỗ mà nhồi máy em luôn. Nói chung cọp lắm nè. Bộ cánh cửa tắp bi nè, mới tinh như thế này. Từ hệ thống chỉnh ghế đến mọi tính năng hoạt động hoàn hảo hết trên chiếc xe nha anh em. Đó, chất đóng cửa rất là khích, rất là liền luôn. 100 triệu anh em sở hữu ngay mẫu vô ly hàng đẹp bên Trần Anh rồi. Anh em coi phần máy nè. Xe này về anh em không phải tốn 1.000 nào hết. Nói với đồng sơn, đây là cục máy canh nhẹ là mặt nắp đầu ron cam cò thôi anh em. Còn máy số ngoài ra là nguyên bản hết. Còn đây là hệ thống bơm trợ lực. Theo xe nó còn nguyên si như thế này. Xe là không có một tí độ hơi đâu nha anh em nha. Đây anh em, chị thấy máy không? Máy móc khô ráo sạch sẽ tuyệt vời luôn. Ở gia đình thì anh em đi mẫu này là tuyệt vời rồi. Anh em trải nghiệm mà hai bên lường cũng không có đâm ve nè. Hai bên lường đẹp hết và dàn xương đầu nè. Dàn xương đầu là nguyên si, 8 chỗ ngồi rộng rãi, anh em chở được 8 người.
keo chỉ thì mất phân nào trừ luôn 200 triệu luôn đi. Đây anh em, đó, nắp capo toàn bộ hệ thống, ở trong nắp capo được chất sơn zin hết toàn bộ nha anh em. Anh em thấy sạch sẽ chưa? Anh em trải nghiệm cục máy nè. Đó anh em thấy máy không? Anh em xiết ga lên máy nổ rất là giòn, mà cái thứ hai khi anh em để ga xăng ti nổ không hề nghe một tiếng động luôn nha anh em. Và đây chúng ta có hệ thống nước dậy, nước xịt kiến chủ nhà sai xanh biếc. À, quá đẹp. Gia đình thì đi mẫu này xuất sắc rồi. À, anh chị nào yêu cái đẹp thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024 nha bà con. Rồi anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm cùng với Trần Anh nè. Gầm bề là bao tê luôn, sơn si đẹp, không một điểm chày nha bà con. Đây anh em, đây là phần gầm của em Jolly. Nè anh chị nè, số máy khô ráo chứ không có dấu hiệu nhớt nhau ở dưới gầm nha anh em. Dẫn động cầu sâu đi em này, nó khỏe rồi anh em ạ. Nó cực kỳ khỏe cho anh em. Đó anh em thấy gầm đẹp không? Gầm là không có dấu hiệu là mục vọt đâu. Đó anh em nào thích mẫu Jolly Mitsubishi đời 2004, xe chính chủ xe đẹp thì alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Rồi chào anh em, chúc anh em cô bé có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Trần Anh khép lại channel tại đây này. Em see you and goodbye.